Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cách sử dụng cú pháp trong database. Thì đầu tiên chúng ta cùng đi đến với phần tổng quan, đó là phần table. Mỗi khi nhắc đến database thì chúng ta sẽ nhắc đến cái từ là table. Tiếp tục trong table thì sẽ có là các dòng hay là các record hay là các row. Thì trong mẫu dòng thì lại có các dữ liệu hay chúng ta gọi là các thuộc tính property hay là các column. Đó. Thì một cái database của chúng ta thì nó có thể chứa một hoặc là nhiều cái table. Thì trong mỗi table đó nó có chứa một hoặc là nhiều dòng. Thì dòng ở đây người ta hay gọi qua cái tên là record hay là người ta dùng từ tiếng Anh là row. Thì trong một dòng đó thì nó chứa một hoặc là nhiều cái dữ liệu. Đó, dữ liệu ở đây người ta hay còn gọi là property hay là các column. Đó, thì các bạn hãy cùng qua cái ví dụ sau đây. Rồi, thì ở đây là cái MySQL của mình, thì mình có rất là nhiều cái database. Thì đây mình chọn ra một cái database để mà trình bày. Thì đây thì mình có một cái database là về quản lý học viên. Thì trong cái database này nó sẽ có rất là nhiều cái table, như là cái tài khoản học của học viên chẳng hạn, hay là cái lớp học, hay là giảng viên dạy các lớp đó, hay là bản chính của chúng ta là bản học viên, hay là có loại class đó. Thì ở đây mình đi qua một cái bức tranh tổng quan một chút. Thì ở đây mình có một cái sơ đồ về quản lý các table trong một cái database. Thì ở đây thì các bạn thấy này, các table ở đây nó đang có liên hệ với nhau qua những cái đường, qua những cái dấu nối này, nó có mối quan hệ với nhau. Thì trong database thì nó có ba cái mối quan hệ cơ bản, đó chính là một nhiều hay là nhiều đó. Thì các bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết hơn về các mối quan hệ này thì các bạn hãy xem tiếp ở trong các video tiếp theo. Ở đây các bạn hãy xem thấy trước là student đang có mối quan hệ với lại lớp học đó, thì student đang học trong lớp thì có mối quan hệ với lớp, hay là student sử dụng cái tài khoản để học thì ở đây student thì lại có quan hệ với lại tài khoản đó. Rồi thì đó, rất là nhiều cái quan hệ giữa các table với nhau. Rồi thì vậy mình trở lại với lại cái phần các table ở bên này như thế nào. Giả sử mình muốn lấy thông tin của các học viên trong cái table student này thì mình dùng câu lệnh như thế nào, thì mình sử dụng ở đây là câu lệnh select sao đó, from student chẳng hạn đó. Thì ở đây các cái từ khóa này, các cái từ khóa trong SQL thì nó sẽ tô màu xanh cho chúng ta. Đây mình sẽ thực hiện chạy. Thì ở đây nó sẽ lấy ra tất cả các học viên trong cái bảng student này đó, tức là select sao, tức là lấy tất cả các cột ở trong cái bảng student đó. Rồi thì ở đây có thể mình có thể viết, mình sửa đổi cái từ khóa này, viết in hoa lên cũng được đó, select hoặc là from. Thì vì trong MySQL nó không phân biệt khóa từ nên ở đây mình viết từ khóa in hoa lên thì nó vẫn chạy được đó, và nó lấy ra được thông tin cho chúng ta đó. Thì mỗi lần nó lấy thì nó sẽ có một cái dòng thông báo là tích xanh ở đây này đó, 4 rau được trả về đó. Thì đó là cái phần về cái phần table. Thì chúng ta đi qua cái phần tiếp theo. Thì ở trong MySQL á, hay là trong database nói chung thì chúng ta có 4 câu lệnh chính. Thì câu lệnh đầu tiên sẽ là DDL, đó là các câu lệnh về định nghĩa dữ liệu. Câu lệnh tiếp theo đó chính là DML, các câu lệnh về thao tác của dữ liệu. Câu lệnh DCL là các câu lệnh về điều khiển dữ liệu. Và cuối cùng là câu lệnh về quản lý transaction, như là chúng ta muốn thực hiện commit của transaction thì chúng ta sử dụng là lệnh commit. Chúng ta muốn trả kết quả ngược lại trước đó thì chúng ta sử dụng ROLLBACK. Thì tiếp sau đó chúng ta sẽ có là SAVEPOINT này, hoặc là SET TRANSACTION. Đó, thì về câu lệnh điều khiển dữ liệu thì như thế nào? Đó, ví dụ như ở đây thì chúng ta muốn mở quyền ra, tức là người A thì họ sẽ truy cập được vào database A, hoặc là người A họ cũng sẽ truy cập vào database B, thì chúng ta sẽ sử dụng cái GRANT này để mở quyền cho cái user A đó. Thì hiện tại thì trong MySQL của mình lúc nãy á, mình đang có cái tài khoản gọi là tài khoản root hay là cái tài khoản admin, nên mình có hết tất cả các quyền đều vào cái database, nên mình không cần sử dụng GRANT này. Đó, thì sau đây ví dụ MySQL của mình mà có thêm các user khác thì mình sử dụng lệnh GRANT này để mở quyền thêm cho các user đó. Và câu lệnh cuối cùng của cái DCL này là câu lệnh report. Thì câu lệnh này sẽ là lấy lại thông tin. Đó, thì các bạn nào muốn tìm hiểu thì search thêm ở trên mạng để xem kỹ về cái phần này. Thì khi các bạn mới học về SQL thì các bạn sẽ có hai dòng lệnh chính mà chúng ta cần quan tâm, đó chính là DDL và DML. Thì DDL chính là các cái dòng câu lệnh dữ liệu về định nghĩa các cái table đó, hay là các trigger function, nó rất là nhiều thứ. Thì nói chung là câu lệnh về định nghĩa dữ liệu. Thì ở đây chúng ta có một số câu lệnh như là create, đó chính là tạo ra một cái gì đó, tạo ra table, tạo ra một cái thành phần gì đó trong database. Alter chính là sửa đổi, nó tương đương với cái việc là update cái bảng đó. Drop chính là xóa bảng đó, nó tương đương với việc là delete. Đó. Rename tức là đặt lại tên cho các bạn đó, hay là truncate nghĩa là xóa hết tất cả các dòng dữ liệu trong bảng, hay là comment. Đó. Và chúng ta có nhóm câu lệnh thứ hai là DML. DML lúc nãy mình đã dùng như là câu lệnh về thao tác dữ liệu. Như là lúc nãy mình lấy ra dữ liệu thì mình sử dụng select này. Hay là mình muốn hẹn dữ liệu vào trong các bảng đó thì mình sử dụng là insert. Hay là mình muốn cập nhật lại dòng dữ liệu khi mà mình thấy dữ liệu đó mình đang viết sai, mình sử dụng câu lệnh là update. Hay là mình muốn xóa dòng dữ liệu đó đi luôn thì chúng ta sử dụng là delete. Đó, cùng với các câu lệnh khác như là merge này, clone này, hay là explain plan này. Đó. Thì câu lệnh explain plan này thì dùng để phân tích một cái câu truy vấn, xem thử là câu truy vấn nó chạy tốc độ như thế nào, nhanh hay là chậm, trong thời gian là bao nhiêu. Đó. Chúng ta có câu lệnh cuối cùng là về lock table. Đó. Lock table là chúng ta khó luôn các bạn đó luôn. Thì đó là cái phần về cái cú pháp trong database.